Chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đang phần back thân sau. Chúng ta sẽ có cast on là bắt mũi ha, bao nhiêu tay stick tùy theo size. Thì các bạn sẽ thấy cái số stick này nó rất là nhiều ha so với thân trước. Ví dụ như ở thân trước á, thì chúng ta sẽ có 79, 87, 97, 3 size ha. Thì ở đây nó gần gấp đôi ha. Thì 159 là cộng thêm 80 mũi nữa ha. À, còn mấy size này hình như cộng thêm cả 90 mũi hay sao đó, tùy theo size hơn các bạn có thể bắt đi, không quan tâm là nó tăng bao nhiêu mũi, nhưng mình chỉ nói là nó tăng rất là nhiều mũi ha. Thì khi mà các bạn bắt thì các bạn nhớ đếm cho kỹ nha, tại khi mà nhiều mũi quá thì chúng ta dễ bị sót mũi á. Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ quote form sao sao to sao sao as given for front, tức nghĩa là chúng ta sẽ đang từ nó đang từ cái đoạn hai dấu sao đến cái đoạn hai dấu sao như đã nói ở cái phần đan thân trước. Đây, cái phần đan thân trước của mình á, đó, sau khi bắt mũi xong nó sẽ xuất hiện hai dấu sao, do not join, rồi đó nó tới đoạn hai dấu sao là ở bên này ha. Qua trang tiếp theo đó là hết cái phần đang drip. À, tức nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu bắt mũi xong là sẽ đang drip y như cái phần đang thân trước ha, và cái độ dài của drip nó cũng y chang như cái phần đang thân trước, nó chỉ khác một cái là cái số mũi chúng ta bắt nó nhiều hơn cái phần của thân trước thôi. Thì các bạn nào mà quên á thì các bạn có thể quay trở lại cái phần đan thân trước rồi các bạn coi cái cách đan drip nó như thế nào ha. Chứ còn nếu mà các bạn đã đan drip quen rồi thì nó thực sự nó chỉ là đan drip K1B1 thôi, lặp lại cho đến khi dài được 7,5 cm. Các bạn nếu mà các bạn kỹ tính á, thì các bạn có thể đếm số hàng mà các bạn đang drip ở phần thân trước để chúng ta có thể là đang đủ số hàng đó y chang như số hàng đó cho cái phần thân sau. Rồi, thì đây các bạn sẽ thấy nè, mình đã hoàn thành xong cái phần đang drip rồi cho cái phần thân sau rồi, cái số hàng này là y chang cho cái số hàng của thân trước luôn. Thì mình không có chắc là bạn nào cũng sẽ có số hàng giống như mình ha, nhưng mà chung mình sẽ lưu ý các bạn là cái hàng đang cuối cùng sẽ là hàng đang ở mặt thân ở mặt trái ha. Và mình vừa đang mặt trái xong ha, rồi sẽ quay ra mặt phải để tiếp tục đang tiếp đó. Mà mặt phải của mình là sẽ có cái cục bắt len ở phía đầu đó. Đó, cái đoạn là 7,5 cm ha. Đó, cũng đo theo dọc chữ V ha. Rồi, mình sẽ nói tiếp các bạn luôn. Các bạn nào mà chưa có đan cái bo của thân sau thì các bạn có thể tắt tại đây để mà đan ha, với cái số mũi này. Rồi, nếu mà các bạn nào đã đan bo xong rồi có thể đi tiếp với mình luôn, là process as follows, tức là thực hiện theo cái chu kỳ sau ha. Chu kỳ của chúng ta là sẽ có bốn hàng đây nè, first row right side ha, hàng đầu tiên sẽ là hàng ở mặt phải, chúng ta sẽ thực hiện K1, rồi có dấu sao B1 K1 rep và viết tắt của từ repeat ha, lặp lại from sao to end of row, tức là lặp lại cái đoạn dấu sao này là B1 K1 cho đến hết hàng. Số mũi của chúng ta là số mũi bắt lẻ, bắt đầu bằng mũi K1 thì sẽ chắc chắn là kết thúc bằng mũi K1 luôn. Đó, thì chúng ta sẽ thực hiện đang như sau. Thực sự cái này nó cũng y như đang drip nha các bạn. Cái hàng này nè, hàng first row mặt phải nè, nó cũng y chang như hàng đang drip nè. Cũng là K1, B1 nè. Đó, rồi K1 nè. Đó, nó y như đang rip vậy luôn. Nên là cái, nhưng mà các bạn sẽ nhớ nha, hàng này là hàng vô thân rồi, hàng này là hàng mặt phải ha. Đó, rồi mình sẽ off máy để mình đang hết cái hàng này. Cái một cái hàng này đang rất là lâu tại số mũi nó nhiều quá. Đây, mình vừa đang xong hàng K1 ha, hàng row 1 ha. Thì first row đó các bạn sẽ thấy là nó y chang như đang rip luôn. Nó giống như đang theo một hàng đang rip nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vô hàng second.
and third row, second and third row người ta ghi em, tức nghĩa là nó sẽ đang giống nhau nha. Ha. Và second là dĩ nhiên là hàng mặt trái, còn third row là hàng mặt phải, nhưng mà nó lại đang giống nhau thì các bạn phải lưu ý. Thì mình sẽ quay hai hàng này chung ha, nhưng mà kết quả thì mình sẽ cho các bạn coi một lần thôi, tại vì hai hàng đang giống nhau thì không có lý do nào mình phải quay hai lần, thì các bạn sẽ coi thì các bạn sẽ nhà mắt thôi. Đó, thì thực sự ra cũng không có cần phải đang nói nhiều nữa. Hàng cũng là mũi B1 và K1 ha. Đầu tiên là sẽ bắt đầu bằng mũi K1 B1, sau đó dấu sao K1 B1 rep form sao to end of row, tức nghĩa là chúng ta sẽ lặp lại cái đoạn từ dấu sao nè, K1 B1 lặp lại đến hết hàng. Bắt đầu bằng mũi B1 thì chắc chắn kết thúc bằng mũi B1 ha. Rồi, nó cũng là vô đang rep với các bạn mũi đầu tiên nè. Mũi B1 nè. Đó. Rồi lại vô lặp lại 2K1 nè. B1 nè, ra nó là rip đó các bạn, nó không có cái gì nữa, nó cũng là lại là một hàng đang rip nữa. Nhưng mà hàng 3 nó sẽ khác nha, đừng có ý ý là hàng 3 cũng rip nha. Hàng 3 nó là hàng mặt phải, nhưng mà nó không phải là hàng đang rip. À, thì mình sẽ đang hết hàng 2 rồi, mình sẽ chỉ cho bạn các bạn coi hàng 3. Rồi đây, mình đang xong hết hàng 2 ha. Bây giờ sẽ vô hàng 3. Thì hàng 3 nó sẽ đang giống hàng 2. Bắt đầu mũi đầu tiên sẽ là mũi B1. Thì các bạn sẽ thấy là nó không còn vô họa tiết rip nữa ha. Rồi, đầu tiên là B nè. Đó, sau đó là lặp lại K1 B1 đến cuối hàng. K1 nè, B1 nè, đó. Đã bắt đầu nó vô là các họa tiết, thì các bạn nếu mà các bạn để ý thì nó sẽ giống họa tiết iris mosaic của cái phần thân trước ha. Đó. Mình sẽ nói sơ lại về có iris mosaic. Iris mosaic là nó sẽ ngược lại với cái họa tiết mà mình đã đang ở mặt đang đang trước đó ha. Tức nghĩa là các bạn sẽ thấy nè, hồi nãy mình đang mũi đầu tiên là mũi K1 ở mặt phải đúng không? Mình đang nói mặt phải thôi nha. Ở mặt phải hồi nãy mình đang mũi đầu tiên là mũi K1. Bây giờ mình cũng là mặt phải, nhưng mà mũi đầu tiên của mình sẽ ngược với cái mũi hồi nãy ha. Tiếp theo giờ K1 thì nó sẽ là mũi B1 đó. Nên, còn mặt về nói về mặt trái á, là khi nào mặt trái thì thấy mặt phải đang sao thì đang lại như vậy ha. Đang theo họa tiết của mặt phải. Mặt trái sẽ đang theo mà họa tiết của mặt phải, còn mặt phải thì sẽ cứ luân phiên thay đổi họa tiết, lúc K đầu tiên, lúc B đầu tiên, lúc K đầu tiên, lúc B đầu tiên. Đó, nó sẽ làm cho cái họa tiết của chúng ta là luân phiên thay đổi ở mặt phải, nhưng mà mặt trái thì thấy mặt phải đây sao thì cứ đang y như vậy, là nó sẽ ra iris mosaic. Cái đó là cách ghi nhớ cho mình khỏi cần phải nhìn chạc ha. Còn nếu mà các bạn nào mà thích nhìn chạc thì cứ nhìn đỡ phải nhớ ha. Cái này là tùy 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 sở thích của mỗi người đó. Thì họa tiết của nếu mà các bạn coi nè, các bạn đang vô họa tiết hàng 4 thì các bạn sẽ thấy ha, nó y như cái bốn hàng này nè, bốn hàng họa tiết nó y như cái họa tiết của phần thân trước, cái phần front đó. Rồi thì mình sẽ đang hết cái hàng row 3 này cho các bạn xem. Đây, mình đã vừa đang xong hàng đang thứ ba ha. Thì các bạn sẽ thấy nè, nó cái họa tiết nó sẽ bị trái ngược lại ha. Ở đây là nãy mũi K thì lên đây nó thành mũi B ha. Ở dưới đây là đang là mũi B nguyên cột chữ B thì lên đây nó lại chữ V của mũi K đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô hàng đang thứ tư ha, for row. Đầu tiên sẽ là K1. Thì mình như mình đã nói khi nãy thì nó sẽ đang theo họa tiết của hàng mặt phải, thì hàng mặt trái này là hàng thứ tư luôn á. Thì các bạn sẽ thấy ở dưới đây là chân chữ. Ôi, máy nó đang focus ha. Ở đây nè, chân chữ V ha. Thì mình sẽ đang K vô đây mặt trái mà thấy sao đang vậy. Còn đây là mũi len trắng ngang qua nè, đó thì đang bê vô đó. Thì các bạn không nhìn chạc, các bạn vẫn hiểu khi mà các bạn được phân biệt được mặt trái và mặt phải ha.
nhờ cái cục len bắt mũi ban đầu đó thì chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được mặt trái và mặt phải. Đó, chân chữ V thì đang K lên đó, còn chân kia có sợi len trắng ngang thì đang B, nó đang theo cái họa tiết của cái hàng mặt phải vừa rồi đó. Thì các bạn sẽ thấy nào, nãy mình đang mũi đầu tiên đang K này, sau đó lặp lại BK 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 đến hết hàng đó, thì cái hàng forro là như vậy rồi. Nói chung là tất cả các hàng mặt trái đều là như vậy hết ha, nó sẽ đang theo họa tiết của hàng mặt phải. Dress là viết tắt của từ repeat, repeat last for row iris most thick bad until bao nhiêu đây in, hoặc là bao nhiêu đây cm ha, total length ending on a row side row. Chúng ta sẽ lặp lại bốn cái hàng đan này ha, là họa tiết iris most thick nè, bad là viết tắt của từ patent ha, chúng ta sẽ đang theo cái họa tiết iris most thick cho đến khi đạt được cái độ dài 13 inch ha, hay 13, 14, 14 inch là gì đó, thì nó tương đương với bao nhiêu đây cm, là 33, 38,5, 35,5 ha, tùy theo size. Total length tức nghĩa là tổng cái độ dài, tính luôn cái từ cái chỗ điểm bắt mũi của chúng ta. Và ending on a wrong shadow, kết thúc bằng một hàng đan ở mặt trái. Mình sẽ quay lại với các bạn sau khi mà mình đan được cái độ dài này. Còn nếu như bạn nào không có theo được hoặc là không hiểu được những cái gì mà mình vừa nói về cái tiếp để nhớ về họa tiết, thì các bạn cứ đang theo y như bốn hàng này cho mình nha, lặp lại lặp đi lặp lại bốn hàng này. Đang biết cái nó thuộc à đó, thì cho tới khi cái độ dài của chúng ta đạt nhiêu đây từ cái hàng bắt mũi ha, nhớ là kết thúc ở hàng mặt trái. Rồi mình sẽ quay lại với các bạn sau khi mà đủ độ dài mới hướng dẫn được tiếp, chứ nếu mà không đủ độ dài thì không thể nào quay được tiếp, bởi vậy mình luôn phải cắt ngang như thế này. Xin chào các bạn ha. Mình đã đan được cái thân sâu dài được 33 cm rồi. Mình mới vừa đan mặt trái xong nè. Đó, mặt trái của mình ha, mình mới vừa đan xong. Thì thực sự ra là mình chỉ mục đích là hướng dẫn cho các bạn cách đo thôi, tại vì ở đây nó đo hơi khó một chút. Thì các bạn chịu khó nhìn á, nó thẳng một cột này nè. Nó hơi khó nhìn một chút ha, là tại vì màu len của mình nó hơi khó nhìn, nhưng mà nếu mà các bạn đang màu sáng thì có thể các bạn sẽ thấy rõ hơn một chút ha. Đó, rồi xuống phần ở dưới đây thì dễ đo hơn. Mình đang hơi lố một chút là tại vì mình đã thử rồi, nếu mà ít hơn hai hàng thì nó hơi ngắn ha. Tại vì thực chất là cái len của mình nó không có giống với cái len của chạc, nên nó sẽ có độ xê xước một chút, nhưng mà mình thì ok, mình chấp nhận được. Thì cái này do các bạn cân đối thôi. Mình có thể làm cái thân sau dài hơn một chút nếu, hoặc là ngắn hơn một chút ha. Quan trọng là chúng ta phải kết thúc ở hàng đang ở mặt trái ha, ở wrong side row ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cast off in pad. Pad là họa tiết, thì chúng ta sẽ cast off nhưng mà ở mặt phải, và nhớ là đi theo họa tiết. Này, này, đây là mặt phải ha. Thì cái mũi đầu tiên của mình sẽ thay đổi họa tiết, nên là thì mình sẽ đang mũi K. Tiếp theo là đang theo họa tiết, là bên này mình sẽ đang B đó, sẽ lấy mũi sau chọn lên mũi trước ha. Đó, cứ K sau lại B. Cái này chúng ta sẽ vẫn đang theo họa tiết của hàng tiếp theo của chúng ta, nhưng mà là đồng thời chúng ta ra kim. Đó, thì mình sẽ ra kim cho đến hết tất cả tổng số mũi này luôn ha. Đó, người ta sẽ kêu là cast off embed nha. Sau khi mà các bạn ra kim, mình sẽ quay lại các bạn ha, khi mà mình ra kim hết nguyên một hàng.
Mình đã ra kim tới mũi cuối cùng mà ha. Đây là cái cuộn len thứ năm của mình luôn. Nên mình xỏ hết cái này qua luôn. Hết len rồi. Đây là cuộn cuối cùng của mình luôn rồi. Thì thật ra cái đoạn len này á, các bạn có thể để lại khoảng 2 mét đi ha. Khoảng để lại khoảng 2 mét để kết. Mình cũng không biết chắc là bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ là 2 mét, hai gang tay của các bạn á, chiều dài rộng hai gang tay của các bạn thì có thể đủ kết ha. Rồi mình sẽ cắt len và đem đi locking ha, locking cả thân trước và thân sau. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong clip locking. Chào các bạn ha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn locking. Thì trước khi locking thì các bạn phải giặt cho áo nó cho áo nó sạch ha. Thì chúng ta sẽ giặt bằng dầu gội đầu này hoặc là sữa tắm em bé này, những chất cái tẩy rửa nhẹ thôi ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ để cho nó ráo nước, tức là nó không còn nhiễu nước nữa. Ở đây mình còn cái áo của mình còn nhiễu nè, đó còn nhiễu nè, chưa được, chúng ta phải bóp ha, bóp cho nó ráo nước hết. Chứ bạn đừng có vắt nha, vắt là nó vẹo áo đó, nó hư với nhau. Đó mình sẽ bóp như vậy nè, đó cho nó ra hết nước. Đúng. Bóp cho nó ráo hết nước ha. Sau đó là mình sẽ để lên locking. Locking thì trên thảm xốp và mình có kim ghim như thế này để định vị nó lại. Trước khi locking thì mình nói với các bạn một số nguyên tắc cơ bản về cái việc locking. Thì những cái chỗ nào mà chúng ta đang ríp như thế này nè, thì chúng ta phải gom nó lại cho nó khít lại với nhau, hay chứ không phải giãn gì đâu. Này là giãn rồi nè, chúng ta phải gom nó lại khít như vậy nè. Đó nha. Còn những cái phần ở trên áo thì các bạn cứ để cho cái thân áo nó nằm thoải mái ra, miễn là nó thẳng hàng ha. Thank you.
Thì mình sẽ đưa camera tới cho bạn coi gần cái chỗ mà mình vừa lóc trên thân sau xong ha. Các bạn sẽ thấy nè, lóc trên thân sau là những cái hàng bo này mình sẽ khít lại nhau ha. Còn thân phía trên này mình làm cho nó thoải mái. Và hai hàng song song phía trên và phía dưới là phải nằm thẳng hàng ha. Đó, mình sẽ định vị bốn xung quanh ha. Để thứ nhất là nó không có dịch chuyển, thứ hai là gió không có thổi bay. Tiếp theo là phần lóc trên thân trước ha. Thì chúng ta vẫn phải dắt hết nút áo của mình, nãy giờ mình để cho nó ráo lắm rồi mà nó vẫn còn nhiễm nước rồi. Mình phải bổ sung thêm hai miếng xốp nữa. Đó, cho các bạn thấy phải bổ sung thêm hai miếng xốp ở bên phía bên trái nữa. Thì các bạn nhớ giúp mình nha, cái phần thân trước chúng ta có một cái phần bo ngay nẹp ha, một cái bo bo cạnh bên này và một cái cạnh bên này nữa ha. Đó, chúng ta có ba cạnh là có bo rồi. Các bạn coi giúp mình á, cái mặt nào là mặt phải nha. Ví dụ các bạn sẽ thấy cái cục len nó nằm ở bên này nè, cái điểm mà bắt mũ của mình nó nằm ở đây nè đó, nên là mình sẽ phải để cho cái mặt phải nó nằm ở phía trên, mình phải lật cái mặt nó lại. Bạn sẽ nhớ giùm mình, chúng ta sẽ có một cái cạnh trên đây là nằm thẳng nè, còn cái này là cái nẹp nó hơi bo tròn như thế này ha.
trong tất cả các phương pháp mình thấy phương pháp đập là hữu hiệu nhất. Vì khi các bạn đập đó là cái giống như là cái nếp này nó vô cái nếp đó vậy, chúng ta không cần phải chạy tới chạy lui mà nó cũng không có lợp đi. À, rất các bạn thấy nãy giờ mình đập không mà nó tròn đều. À, và cái các bạn nhớ là ở ngay cái phần giữa của thân gỗ là cái phần đạn này nè, đó là nó giống như là nằm thẳng ra luôn ha. Tại nữ đạn ở giữa này là chúng ta không có tăng mũi ha, tức là chỉ tăng mũi cái dọc bên này, cái xéo bên này, ở giữa đây chúng ta không có tăng mũi thôi. Đó, nó giống như nằm ngang vậy đó. Cho các bạn xem ha. Như vậy là mình đã lót kinh xong ha. Cái này là thân trước, còn cái đó là thân sau. Thì chắc một hai bữa thì nó mới khô. Xin chào các bạn ha. À, mình quay lại đây để hướng dẫn cho các bạn cái phần finishing là ráp áo. Chúng ta sẽ ráp phần thân sau ha, back ha, và với phần thân trước. Chúng ta sẽ ráp lại một cái đường, hai cái đường ha. Đầu tiên là đường này và thứ hai là cái đường đường bên cạnh áo ha, và một đường là ráp thân. Thì trước khi ráp thì mình cũng giải thích các bạn, thứ nhất là tại sao là không phải là một tờ giấy để trước màn hình như mọi khi mà là một cái điện thoại. Tại bây giờ mình đang quay ở nhà, và ở điều kiện ở nhà thì rất là hạn chế, mình cũng không có máy in để in ra giấy, và những cái tài liệu của mình cũng đã bị mất rồi. Nghỉ dịch cũng 4 tháng rồi ha. Mình chỉ kẹt mỗi cái clip này nữa, trước dịch mình chưa có làm xong nên bây giờ đang cố gắng hết sức để có thể quay cái clip cuối cùng để hoàn thành cái bài dạy của mình. Rồi, mình sẽ dịch cái phần finishing cho các bạn hiểu là center top edge of back along strand side edge of front and sew together. Top này là viết tắt của từ together ha. Chúng ta sẽ lấy cái central top up back, chúng ta sẽ lấy cái thân sau. Đây là cái thân sau của mình ha. Này, này cái thân sau. Thì các bạn đang khi mà chúng ta bắt mũi là chúng ta đang từ cái body lên ha. Đi lên, đây là cái đường ra kim của mình. Thì cái này là cái đường gọi là đường top ha. Thì central top tức nghĩa là cái điểm giữa ở cái hàng ra kim ha, cái hàng đan cuối cùng của mình đó, mình sẽ gặp đôi lại, các bạn sẽ thấy mình gặp đôi lại nè. Đó, mình lấy cái điểm ở giữa đây nè là cái điểm central top ha. Thì mình sẽ lấy một cái đồ đánh dấu để mình đánh dấu cái điểm này lại. Đó. Mình sẽ đánh dấu cái điểm central top up back ha. Rồi sau đó
cái này của chúng ta sẽ là thân trước. Thì người ta nói mình là chúng ta sẽ khâu cái phần central top up back, nó dọc theo cái phần thân trước ha, là strand line, là thẳng nè, strand side edge of front ha. Thì cũng giống như cái hình ở trong điện thoại của mình, thì các bạn sẽ thấy nè, cái phần thân sau á, nó nằm ở giữa cái phần thân trước ha, nằm cân đối ở giữa cái phần thân trước, ở phần ở trên là thân trước, là front back à, nó nằm ở giữa luôn. Bởi vậy á, khi mà chúng ta kết cái phần thân sau và phần thân trước á, thì các bạn lưu ý giúp mình là chúng ta sẽ phải xác định cái đường nào là cái đường khâu vô trước. Thì đây là cái phần thân trước của mình ha, thì các bạn sẽ thấy phần thân trước nè, cái phần là cái phần nẹp cổ. Thì cái phần nẹp cổ nó sẽ nằm ở trên như thế này ha, collar ha, nó sẽ nằm ở phía trên. Còn cái phần chúng ta khâu á, là cái phần nằm ở dưới cái đường này ha, đó. Và chúng ta cũng sẽ lấy cái center của nó luôn. Center đó, mình cũng sẽ gấp đôi lại cái phần front á, mình cũng sẽ gấp đôi cái cạnh này lại đó. Và mình tìm cái đường điểm center, mình làm dấu đó. Sau khi mình làm dấu xong á, thì mình có thể bung nó ra được rồi. Bung nó ra ha. Và mình sẽ khâu. Khi mà các bạn khâu thì các bạn phải nhớ là đâu là mặt phải, đâu là mặt trái giúp mình ha. Khi các bạn đặt á, cái phần thân á, đây là phần thân trước ha, front ha, thì ở trên bề mặt mình đang sờ lên đây là cái mặt trái ha. Còn ở bên dưới này ha, và mình đang để cái phần back thân sau, thì cái mặt mình đang sờ đây cũng sẽ là mặt trái nha các bạn nha. Đó, nó cũng là mặt trái, và hai cái điểm center nó sẽ là khớp với nhau như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ khâu, và mình sẽ khâu từ điểm giữa đi ra ha. Khâu từ điểm giữa đi ra. Và khi mình khâu á, đây là cái điểm để mình đặt thôi. Khi mà mình khâu thì mình sẽ khâu mặt phải, chứ mình không có khâu mặt trái. Thì cái này là tùy vào phương pháp khâu của mỗi người ha, khâu ráp của mỗi sở thích của mỗi người. Tại vì trên trạc thì người ta không có ghi, không có bắt buộc về chúng ta phải khâu bằng cách nào. Người ta chỉ kêu là sew together thôi ha. Đó. Đầu tiên mình sẽ định vị trước, mình phải xác định là hai cái này đều là mặt trái với nhau, để mình định vị hai cái cùng một chỗ. Đó. Mình sẽ gỡ bớt một cái đồ đánh dấu ra như thế này. Đó. Là hai cái này nó sẽ cùng là cái điểm center của front and back, cùng là mặt trái với nhau. Đó. Sau đó là mình sẽ đi xạ kim nha, một cây kim khâu, và màu len dĩ nhiên là cái màu len cùng màu rồi. Ở những cái điểm nào mà các bạn dư len như thế này thì các bạn có thể tận dụng nè. Giống như là mình có dư một cái cục len nhỏ, một cái mũi len nhỏ lúc mà đoạn ra kim cái phần thân sau á, nên là mình sẽ không lấy len mới, mình sẽ tận dụng cái len dư ở chỗ này, tại vì nó len dư hơi nhiều, dư một mũi to này. Mình xào kim rồi
Như hồi nãy mình có nói á, mình sẽ khâu ở mặt phải, mình không có khâu ở mặt trái. Đó là do cá nhân của mình ha. Các bạn nào không có biết cách khâu có thể là bắt chước theo kiểu của mình, còn bạn nào biết cách khâu mặt trái thì cứ khâu mặt trái. Mình sẽ khâu mặt phải. Đó, đây là cái mặt phải của mình à. Mình mới vừa lộn ngược đó, mình lộn lại đó. Mình sẽ để đảm bảo là cái nó đúng cái điểm center, nên là mình sẽ khâu từ cái điểm center đi ra hai đầu như thế này ha. Mình sẽ lấy một mũi ở đây trước nè, thăm lên nè. Mình có một cách nữa, chỉ để là phòng hờ thôi, tức là mình sẽ đánh dấu cái điểm dài cuối cùng ha, của cái phần thân sau, nó dọc cái phần thân trước nè ha, trên này là thân sau, dưới đây là thân trước đó, nó chạy dài tới đây, đây là điểm cuối cùng, thì mình đánh dấu nó lại cái ha. Nó không quan trọng lắm nhưng mà nó để nó khỏi rớt lên rớt xuống, thì mình cứ đánh dấu đi cho an toàn thôi. Đó, bây giờ mình xỏ lên. Thì các bạn nhớ đó, là khi mà chúng ta kết đó, ở mặt phải đó, khi nào đó, chúng ta cũng phải đi theo cái hàng chữ V ha. Hàng chữ V chạy dọc từ trái sang phải theo cái áo của mình hiện thời, thì chữ V nó đang chạy từ dưới lên, hình chữ V như thế này. Còn ở phần thân sau á, là chữ V nó chạy từ dưới bo, nó chạy đi lên như thế này ha. Đó, thì á, chữ V ở trên này thì nó sẽ ngược như vậy, mà còn chữ V ở dưới đây nó sẽ chạy ngược đi lên. Đây mình sẽ cho các bạn coi cận cảnh. Đó, bạn sẽ thấy chữ V ngay đây nè. Đó, nó đang nằm chéo xuống vậy nè. Đây nè. Còn chữ V ở bên thân trước nè, nó đang nằm như thế này nè. Bạn sẽ thấy chữ V nè. Đó. Quy tắc của chúng ta khi mà kết á, là chúng ta phải trừ ra một cột chữ V ở nằm sát rìa bên ngoài ha, của những cột chạy thẳng lên như thế này. Còn á, đối với một mũi à, đối với những mũi mà đang chạy dọc ở phần thân sau như thế này ha, theo phần này, thì chúng ta sẽ bắt một lần, chúng ta sẽ lấy một cạnh chữ V luôn. Này, mình sẽ làm mẫu cho các bạn coi. Đây là cái cột chữ V ở ngoài cùng, đang bị cái đồ đánh dấu che mất. Sẽ điều chỉnh lại cái đồ đánh dấu một chút. Này, nó sẽ trừ một cái cột chữ V ngoài cùng. Cái cột chữ V tiếp theo là các bạn sẽ thấy được cái chữ V nó đang nằm ngay đây nó. Nó thì mình sẽ lấy cái lỗ nằm giữa hai cột chữ V ha, mình sẽ đâm vào giữa cái lỗ hai cột chữ V. Chữ V các bạn nhớ là nó đang nằm theo cái chiều này nha. Đó, cái chữ V ngoài cùng á, nó giống như hai sợi len nằm song song nên là chúng ta sẽ khó thấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy được cái chữ V nằm sát bên trong á, thì chúng ta sẽ xác định được chữ V nằm ngoài, và chúng ta sẽ đâm vào giữa hai cột chữ V theo hướng từ dưới đi lên. Nói mình hơi càng tiếng một chút. Rồi, mình sẽ đâm từ dưới lên nha các bạn nha. Đâm từ dưới lên. Nó trừ lại một ít len để mà giấu lên. Rồi ha. Bên đây như mình đã nói, chữ V nó sẽ chạy từ dưới đi lên, thì mình sẽ bắt một cái chân, một cái cặp chân chữ V ngược như thế này luôn. Này. Này. Chữ V ngược nè. Nó là một cặp chân chữ V ngược luôn nè. Ừ.
kèm với một chân len bên này. Một chân len, chúng ta sẽ thấy là một cái sợi len nằm ngang qua ở cái phần thân trước nằm ở dưới đây nè. Đó các bạn, khi các bạn hồi nãy cái lỗ mà mình đâm từ dưới đi lên ha, nó ra đây. Mình sẽ tháo cái đồ đánh dấu ra cho các bạn dễ thấy. Hồi nãy cái dây của mình nè, mình đâm từ dưới đi lên ha. Kia mình đi qua phần thân sau, mình lấy bắt một cặp chân chữ V ha. Sau đó là mình sẽ đâm ngược vào trong cái lỗ len hồi nãy mà len mình đâm từ dưới đi ra, mình đâm ngược vào trong đó. Mình dít mũi kim lên là mình sẽ lấy được một sợi len nằm ngang. Đây. Mình đâm ngược vào trong cái lỗ nãy len đi ra nè. Đó. Và mình chỉ cần dít nhẹ lên là mình sẽ có một sợi len nằm ngang liền. Rồi lại tiếp tục ở trên phần thân sau nằm ở trên đây nè, mình cũng sẽ lấy một cặp chân chữ V ha. Đây, một cặp chân chữ V. Kết với một sợi len nằm ngang ở phần thân sau nằm dưới, thân trước nằm ở phía dưới đó. Chúng ta cứ xen kẽ như vậy ha. Thân sau thì lấy một cặp chân chữ V, còn thân trước á, thì chúng ta sẽ lấy cái sợi len nằm ở giữa hai cột chữ V, nó nằm ngang như thế này đó. Cứ làm như vậy cho tới hết cái phần thân sau luôn. Cái phần kết này thì nó cứ đi liên tục như vậy và nó không có gì thay đổi hết, nên là mình sẽ cắt cảnh cho nhanh ha. Nếu mà trong quá trình mình làm mình thấy có cái gì thay đổi thì mình sẽ báo cho các bạn biết, còn bây giờ thì mình sẽ cắt cảnh nha. Đây nó hơi bị quấn cái sợi len. Nè, đó, nãy giờ mình kết được một đoạn nhỏ nè, từ đây qua sang đây nè, từ ở giữa nè, điểm đến giữa center nè, tới đây nãy giờ được có một đoạn nhỏ. Mình cảm thấy hơi lo lắng một chút đối với những bạn nào mà chưa có kết lần nào á, thì các bạn sẽ hơi khó kết, còn hơi khó lấy cái mũi ra, tại vì cái áo này đang nó có họa tiết đó. Thì đối với những hàng chữ V mà nằm ở cái phần thân trước á, hai cái cột chữ V này, các bạn sẽ chặt ra cho mình nha. Này các bạn sẽ dễ dàng thấy cái mũi chữ V nó nằm ngay đây nè. Đó. V ha, cái chữ V nó thấy rất là rõ. Còn cái chữ V ngoài đây rất là khó thấy. Nhưng mà mình á, mình kéo nhẹ ra thì các bạn sẽ thấy những cái dọc cái nằm xó nằm ngang như thế này nào đó. Nó nằm sẵn giống như nó nằm chờ mình, mà mình chỉ cần kéo nhẹ nó ra là mình sẽ thấy những cái đường xó nó nằm ngang. Khi mà các bạn đang á, bạn cứ từ cái lỗ đó bạn nhích cái len lên nó ra nè, nhích cái len lên ha, nằm ở giữa đó, hai cột chữ V là bạn nhích lên là bạn sẽ thấy liền cái sợi len nó nằm ngang nè đó.
Đó. Nhớ là không đâm vào giữa, không đâm vào giữa chữ V để lấy sợi nha. Đâm vào kế bên chữ V như thế này là nha, kế bên chữ V ha, chứ nó không phải đâm vào giữa. Đâm vào giữa là các bạn sẽ lấy ăn vô hơi nhiều cái phần thân quá thì nó sẽ bị cọm, nó bị cọm cái đường đường kết ở bên ở phía mặt trong của áo không đẹp. Rồi một cái điểm nữa là khi mà chúng ta kết thì mặc dù mình đã nói cái điểm mà chúng ta định vị cuối cùng này nè, nó chỉ là tạm thôi và chỉ mang tính chất là để cho nó nằm im dễ kết. Này ha, mình đã kết tới cái điểm cuối cùng là mình đi về hướng bên trái của mình thì mình đã lấy cái mũi chữ V sát biên ở phần thân sâu rồi nè, nằm ở phía trên ha. Bây giờ mình sẽ đâm lại ngược xuống cái lỗ ở phần thân trước, đâm xuống để mình quay ra mặt trái nè, mặt trái nè. Đó. Đây là đường kết của mình. Thì len này là len len hơi dày nên các bạn sẽ cũng thấy cái đường kết này nó có hơi cọn một chút so với cái những loại len nó mỏng hơn. Ngoài ra là do cái một phần cái họa tiết đâu. Rồi, mình sẽ giấu len ha. Rồi mình cắt lên. Như vậy là mình đi được nửa cái vùng rồi đó. Đó, cái đường kết của mình ha. Rồi cái đoạn, một nửa đoạn đường còn lại. Mình sẽ quay lại để cho nó thuận cái tay của mình làm. Đó. Mình sẽ quay lại. Bây giờ phía trên đây sẽ là thân trước, còn phía dưới đây sẽ là thân sau ha. Nó đảo vị trí cho nhau. Đó. Mình cũng sẽ đem thừa của mình cũng còn nhiều lắm. Đó. Mình sẽ lại tiếp tục đâm từ cái lỗ gọi là cái điểm center của thân trước và thân sau ha. Lấy từ thân nào trước cũng được, nhưng mà bây giờ do là mình đã đảo vị trí rồi nên là các bạn sẽ thấy nè, ở đây chữ V của thân sau nó sẽ chạy từ dưới chạy lên, còn ở đây là thân trước ha, thì chữ V nó đang chạy từ phải sang trái như thế này, nó bị ngược lại hồi nãy ha. Đó là mình xỏ lên đâm từ dưới nè, đâm từ dưới đâm lên nè ha. Đó. Phải trừ một đoạn ra để nó đừng có bị tuột và mình có thể giấu lên được. Đó. Bây giờ chữ V nó mình cũng sẽ dạch ra ha. Dạch ra như thế này và mình kiếm cái sợi nằm ngang đây. Đưa gần cho các bạn xem. Đây là chữ V ha. Đó. Đây là cái điểm hồi nãy nè. Đây nó, mình sẽ lấy một sợi chữ V, mình sẽ nắm hai cái sợi dây cho nó chắc lại. Rồi ở phần thân sau mình sẽ lấy một chân chữ V, một chân là nó là hai sợi như thế này. Đó, cứ kết một sợi
ở trên và một cặp chân ở phía dưới. Đó. Rồi thì mình cũng sẽ lấy cái đồ định vị, đồ đánh dấu để mình đánh dấu lại cái điểm cuối cùng mà thân sau nó đụng với thân trước như thế này. Đánh dấu tạm thôi nha các bạn, nhớ là cái điểm này có thể điều chỉnh được nhưng mà đừng có quá nhiều thôi. Nghĩa là dao động 5cm đổ xuống rồi nha các bạn. Với lại á, cái đoạn còn rồi còn lại ở đây á, thì các bạn sẽ có thể lấy cái nửa màu nãy các bạn kết rồi ha, các bạn so qua đây nè, đó, để so qua đó nằm ở vị trí nào hai bên nó bằng nhau, đó nó sẽ nó phải nhích lên trên đây một chút xíu. Đó. Trong quá trình mình kết thì mình sẽ điều chỉnh sau nha. Bây giờ mình sẽ so cái phần thân trước á, mình gặp đôi nó lại, mình điểm để mình so cái điểm mà kết cuối cùng với thân sau á, cho nó tương đối bằng nhau ha. Cái này là cái phần mà bên cánh trái mà mình đã kết rồi, bên cánh phải mình đang kết nửa chừng, thì mình sẽ điều chỉnh cái bên cánh phải cho nó khớp để hai cái bên phần cánh tay cái điểm đi ra cái phần mà chúng cái lỗ mà chúng ta được đút cạnh cánh tay ra đó, là hai bên nó phải bằng nhau. Đây, nó nằm ở đây. Đó. Thì hai bên nó phải có chiều dài bằng nhau nha các bạn nha. Đó. Mình vừa tháo cái đồ đánh dấu ra ha. Đây là mũi cuối cùng ở phần thân sau, mình sẽ đâm vào cái lỗ ra lỗ mà len mới đi ra ở trên phần thân trước, mình sẽ đâm ngược lại vào cái lỗ đó. Đâm lật ra mặt trái mình giấu len nha. Sẽ lên ra kim mà hồi nãy mình cắt á, thì mình giấu nó luôn. Rồi. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn khâu cái phần thân trước dính với phần sau ha. Ở cái phần ở giữa lưng.
khá là đầm ha. Đây là mặt trong nè. Ở phần giữa cổ chúng ta có hai sợi len mà chúng ta xỏ len vào đây, kết từ từ giữa ra hai bên cánh tay. Mình sẽ cột lại như thế này, sau đó mình giấu cùng một lúc luôn, mình giấu hai sợi cùng một lúc luôn. Mình sẽ đọc tiếp trạng ha. Người ta nói nè, sale size 3 inch hoặc là 7.5 cm dripping egg of front and back together at each side. Câu này có nghĩa là chúng ta sẽ khâu cái phần mà dripping á, cái đoạn dripping ở phần thân trước với thân sau lại với nhau ha. Và người ta nói là leaving seam open above dripping to form armholes, tức nghĩa là cái phần mà ở phía từ cái phía trên cái đoạn đang drip á cho đến cái phần mà armhole thì chúng ta sẽ để cho nó mở ha, để đút cánh tay ra ha, chúng ta chỉ kết ngay cái đoạn mà 7.5 cm dripping thôi. Này thì đây là cái cổ áo của mình ha, đó. Còn đoạn dripping là chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi. Và chúng ta cũng chỉ kết một đoạn 7.5 cm như đây thôi ha. Thì ở đây mình có một cái cục len nhỏ, thì mình sẽ tận dụng cái len này để mà mình kết. Thì kết đoạn này cần một chút xíu len nè, tại vì ngắn mà. Đây mình chừa hơi bị nhiều, nên mình sẽ cắt bớt nó đi. Sau đó mình xỏ lên quà. Rồi khi mà các bạn kết ha, này thì khi mà chúng ta bắt mũi, chúng ta đèn chữ V nó lên từ cái bo đi lên như thế này ha, thì chúng ta kết á, thì cái xà len đi ra từ thân nào cũng được, không quan tâm là thân trước thân sau ha. Từ cái thân bên này sang cái thân bên này thì mình phải tìm được cái lỗ này. Đây là cái chữ V. Khi chúng ta đang trip mà chúng ta đang chữ V là cái mũi K nổi ở trên ha, cái mũi chìm như thế là mũi B ha. Sau đó là mũi K bên ngoài. Đó. Thì mũi K bên ngoài mình sẽ lấy, mình sẽ dạch ra một chút xíu, mình sẽ thấy mũi B chìm ở dưới. Chìm ở dưới hai mũi K, đây là mũi B nó chìm ở dưới nè. Đó, quy tắc của mình là sẽ lấy sợi len chắn ngang giữa hai mũi K và B. Nhưng mà cái mũi đầu tiên thì mình sẽ đâm vào thôi. Đâm vào cái chữ V ngay góc nè. Đó. Mình sẽ chỉ đâm vào cái lỗ ngay góc thôi. Ở đây là cái mũi K nó cũng nằm bên ngoài nè ha.
Mình sẽ lấy cái sợi len trắng ngàn qua, các bạn sẽ thấy rất là dễ. Đó. Đó. Bên này nó sẽ hơi khó một chút. Và sẽ là sợi len đi lên như thế này. Này cái mũi B nó nằm chìm bên dưới nè ha. Ngoài đây là chữ mũi K nè ha. Đó. Nó nằm giữa mũi K và mũi B là những cái sợi len nằm ngang. Nó hơi nhỏ một chút. Bên này thì dễ lấy hơn. Đó, chúng ta cứ lần lượt lấy một mũi bên này với một mũi bên kia. Không bỏ sót mũi nào nha các bạn nha. Đó. Nên mình sẽ cho các bạn coi, nếu các bạn kết đúng thì nó sẽ hàng riết nó sẽ kết thúc cùng một lúc như thế này ha. Nó ngang nhau chứ vậy một cái trên một cái dưới ha, nằm lệch nhau thì nó không có đúng. Nó xong rồi mình chọt vào cái lỗ ra kia, mình vô đâm ra cuối cùng bên thân còn lại ha, mình đâm ngược xuống phía mặt trái đó, rồi mình khâu kết dính nó lại, giấu len luôn. Cái này là mình mới kết một bên thôi ha, còn một bên rip á còn lại á thì các bạn sẽ tự kết giúp mình nha. Như vậy là kết xong nè, kết xong một bên nè. Đó, mình sẽ để hở từ cái chỗ mà phía trên đoạn trip ha, tới cái chỗ mà chúng ta kết hai thân với nhau ở trên này là mình sẽ để hở. Này là hở ra nè, đoạn này là kết trip nè, đoạn này là kết thân nè. Đó. Bây giờ mình sẽ kết luôn đoạn còn lại, coi như là chúng ta đã hoàn thành xong cái áo rồi đó các bạn. Đoạn nào mà các bạn thấy len dư thì các bạn giấu và cắt len thôi. Ngoài ra là áo là hoàn thành rồi. Áo này thì không có nút ha. Mình đang kết cái phần dripping bên còn lại thì mình phát hiện ra một điểm nên nhắc nhở các bạn ha,
là do cái phần thân trước của chúng ta đó, chúng ta đang từ đang đoạn rib đầu tiên ha, và đánh với một vòng tròn cuối cùng là qua bên này, sau đó là chúng ta ra kim. Bởi vì cái đoạn rib bên này nè, thì chúng ta sẽ nhìn cái chữ V nó chạy từ trên chạy xuống chứ không phải chạy từ dưới chạy lên ha. Thì khi các bạn kết thì các bạn để ý, tại vì chúng ta nhìn giống chữ V thì chúng ta mới lấy được cái đường nằm ngang giữa mũi K và mũi B nó mới dễ đó. Thì đó, khi mà các bạn kết thì ở đây cái chữ V nó nằm chạy từ trên xuống dưới ha. Này cái đường ra kìm thì nó hơi khác cái bên kết bên rib bên kia một chút. Không biết các bạn kết bên nào trước thì nên là mình sẽ nhắc nhở các bạn như vậy. Cái đường ra kìm nó khác nên cách lấy mũi chúng ta sẽ nhìn theo cái hướng khác ha. Nhưng mà nó cũng dễ lấy dễ thôi, các bạn nhìn được rồi các bạn sẽ lấy kết rất là dễ.